Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đến thăm hỏi, động viên tặng quà Tết và kết hợp tuyên truyền pháp luật cho đồng bào ở thôn Kết Nghĩa E Lang, xã Chư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thôn E Lang có 156 hộ, trong đó hơn 50% là hộ nghèo, cận nghèo và gần 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Kinh tế bà con nơi đây phụ thuộc vào trồng bắp, mì và cây cà phê. Đồng thời, nơi đây nằm cách trung tâm thị trấn gần 40 km, đường xá đi lại rất khó khăn. Hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh đó, trong đợt này, Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công ty Điện lực Đắk Lắk đến thăm, tặng quà tình nghĩa cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, đoàn đã tuyên truyền pháp luật cho bà con nhân dân để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết đến xuân về. Đồng thời, đoàn đã tuyên truyền các chỉ thị, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và các giải pháp, biện pháp an toàn điện, phòng tránh tai nạn điện trong quá trình sử dụng điện.